Xin chào các bác nha. Hôm nay xin chia sẻ với các bác cách sử dụng cái máy buộc lưỡi. Đấy. Thì cái máy buộc lưỡi rất là tiện cho với những anh em mà mắt kém, tay to. Đấy. Thì cái máy buộc lưỡi này có thể là buộc cả cái lưỡi to lẫn lưỡi nhỏ. Thì trên thị trường có rất nhiều loại các máy buộc lưỡi khác nhau. Thì khi chúng ta quen buộc rồi thì nó rất là tiện lợi. Bây giờ thì bây giờ sẽ buộc thử cái lưỡi cho các bác xem nhé, rất là nhanh. Đây chúng ta buộc cái lưỡi câu giết. Để buộc lưỡi chúng ta sẽ mở cái này ra, chúng ta sẽ mở có cái kéo này, chúng ta kéo ra, chúng ta nhét cái lưỡi vào. Đây nha. Ta cho cái lưỡi vào. Cái lưỡi này cho nó quay lên trên. Đấy. Cho nó quay lên trên như này. Đấy. Cái gạt này lúc đầu chúng ta sẽ hạ xuống thế này. Thì đây là cái xíu, đây là cái thẻo của cái dây cước để buộc lưỡi nhé. Đấy, chúng ta sẽ một đầu lên. Ta phần đầu cước chúng ta kẹp vào đây. Đấy. Thì cái độ dài của cái cước là cho khoảng độ là 5-6 phân là ok. Đấy, mình mỗi lần làm chúng ta cứ để độ dài bằng nhau thì cái thẻo nó sẽ đều. Tiếp theo chúng ta sẽ cuốn cái cước này xuống đây. Đấy, cuốn cước này xuống đây. Chúng ta luồn lên đây. Đấy là ta kẹp vào trong này nha. Rồi bây giờ chúng ta thấy cái tay bên trái các bác sẽ giữ này. Giữ ở dưới. Giữ ở dưới. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bấm cái nút ở trên này, kéo xuống. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đấy, ví dụ 10 vòng như thế. Sau khi cuốn thông ta gạt cái này lên trên cùng. Đấy. Rồi chúng ta sẽ kéo cái dây này xuống. Kéo cái dây ở dưới xuống. Đấy, ta kéo chặt xuống. Ok. Ta sẽ giật cái này ra. Giật này ra và mở cái lưỡi này ra. Như vậy là ta đã vừa mới buộc xong cái lưỡi rất là nhanh, rất là nhanh và đều nhé. Đấy, bác nhìn này. Đấy. Rất nhanh và đều luôn. Ta sẽ cắt ra đi. Một lưu ý khi các bác buộc lưỡi nhé, thì cái dây này nó phải ở bên trong, nó ở bên trong nhé, bên trong này, bên trong cái ngạnh này nhé, bên trong cái ngạnh này, chứ các bác mà để bên ngoài ngạnh này, nó ở bên ngoài thế này thì khi mà giật nó rất dễ bị đứt. Đấy, chúng ta phải ở bên trong lưỡi này. Đấy. Bên trong này nhé, không được để bên ngoài. Đấy. Rất là nhanh. Làm chỉ nếu mà làm quen rồi chỉ mất 10 giây đã buộc xong một cái lưỡi rồi. Đấy, rất là nhanh. Đấy, buộc rất là nhanh. Cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào các bác và hẹn các bác ở những cái video lần sau nhé.